Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 33, kiểm tra xem số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không. Đấy. Thì để làm được bài tập này thì đầu tiên các bạn cần phải hiểu số chính phương là số như nào. Đấy. Thì ở đây mình đưa ra một cái khái niệm số chính phương là số mà kết quả khái căn bậc 2 là một số nguyên. Đấy. Ví dụ ở đây mình đưa ra một ví dụ là căn bậc 2 có 4 đúng không ạ? Thì căn bậc 4 thì nó sẽ bằng 2 thôi. 2.000 này đúng không ạ? Thì khi chúng ta ép nó về kiểu nguyên thì nó sẽ bằng 2 đúng không ạ? Tức là nó chỉ khi ép về kiểu nguyên thì nó chỉ lấy những cái số mà đứng trước cái dấu phẩy này. Đấy. Và vì hai cái 2.000 này thì nó cũng bằng 2 đúng không ạ? Sau đó ta so sánh giữa cái khi chưa ép về kiểu nguyên và kết quả sau khi ép về kiểu nguyên, nếu như kết quả so sánh nó là đúng mà bằng nhau thì nó sẽ là cái số chính phương. Đó. Một cái ví dụ thứ hai đó là mình tính căn bậc 2 của 5 đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng cái số 2.2333 23.2.2323 24 này ạ. Thì khi ép về kiểu nguyên thì nó sẽ bằng 2 đúng không ạ? Tức là nó chỉ lấy cái phần số 2 này trước cái dấu phẩy thôi. Và cái vì cái số 2. Chấm, này 2.23 đúng không ạ? 2.3 2.3 4 nữa. Cái số này nó không nó khác 2 đúng không ạ? Đấy, nó khác 2. Tức là cái kiểu thức này nó khác cái số 2 cơ kiểu nguyên này nên là nó sẽ không phải là một cái số chính phương. Đấy. Và mục đích của bài tập này là mình sẽ đi so sánh một bên là chưa ép về kiểu nguyên và một bên là đã ép về kiểu nguyên. Đấy. Nếu như hai cái kết quả đó đúng bằng nhau thì đó sẽ là cái số chính phương, còn nếu như nó khác nhau thì đó không phải là cái số chính phương. Đấy. Thì đó là mục đích của cái bài tập này. Ở đây thì mình sẽ đi vào viết code. Đầu tiên mình cũng sẽ phải khai báo cái thư viện, một số cái thư viện cần thiết, Etero, Conio và Math, và sau đó sẽ đi vào hàm main. Và trong cái hàm main này thì mình sẽ khai báo cái biến n là biến đập nhập vào, rồi sau đó mình sẽ in ra màn hình để nhập n đúng không ạ? Rồi sau khi đã in ra thì chúng ta phải scan nó thì các bạn mới có thể nhập được vào số n. Đây sẽ là phần đám d, n là số nguyên dương đúng không ạ? Và n. Rồi sau khi đã nhập n vào rồi, ta sẽ sử dụng một cái câu lệnh if. Nếu như mà mình sẽ ghi xong rồi mình sẽ giải thích luôn ạ. Đây sẽ mình sẽ là sqrt là cái hàm tính căn bậc 2 đúng không ạ, của upload. Đầu tiên sẽ là kiểu thức của nó đúng không ạ, mà bằng cho cái integer của sqrt. Đây sẽ là float. Đây sẽ là n đúng không ạ? Ở trong cái in này thì chúng ta cần phải đóng ngoặc để chúng ta add kiểu cho cái biểu thức đằng sau nó, đúng không ạ? Ở đây sqrt nó báo lỗi. Ở đây là mình viết sai đúng không ạ? Nó báo undefined, tức là nó không hiểu cái gì. Đây mình sẽ sửa lại là q. Đấy, thì nó sẽ mẫn lỗi ngay. Rồi. Câu lệnh này có nghĩa là gì? Nó sẽ so sánh sau kết quả sau khi khai căn bậc 2 khi chưa ép về kiểu nguyên và khi đã
về kiệu nguyên, đúng không ạ? Thì đây là cái công dụng của cái câu lệnh if này. Đấy, tức là nó so sánh kết quả sau khi đã khai căn bậc 2, đúng không ạ? Khai căn bậc 2 này khi chưa, cái đầu tiên là nó chưa add về kiệu nguyên, đúng không ạ? Nó vẫn ở dạng thực, đúng không ạ? Và cái thứ hai này là nó đã add về kiệu nguyên, đúng không ạ? Thì nó đi so sánh hai cái này trong nhau. Nếu như mà nó bằng nhau thì nó sẽ in ra cái dòng lệnh là phần trăm d là số chính phương để trị cho nó là n, đúng không ạ? Còn không, nếu không thì l, đúng không ạ? Sẽ in ra dòng lệnh phần trăm d không phải là số chính phương, đúng không ạ? Sau đó sẽ là câu lệnh get để dừng màn hình lại, và sau đó sẽ là return không, đúng không ạ? Đấy, thì đây mình sẽ giải thích. Nếu như mà nó khai cái kiểu sau khi khai canh căn của cái dạng chưa ép về kiểu nguyên và dạng đã ép về kiểu nguyên nó bằng nhau thì nó sẽ in ra là số chính phương, n là số chính phương. Còn nếu không, tức là nó hai cái kiểu này nó không bằng nhau, nó khác nhau, thì nó sẽ in ra là n không phải là cái số chính phương. Ở đây mình cần phải gắn thêm cái địa chỉ cho nó là n đó. Đấy, rồi mình sẽ chạy chương trình cho các bạn xem. Như ta đã xét ví dụ ở trước thì 4 là một số chính phương, đúng không ạ? Đấy, thì mình sẽ nhập 4 cho các bạn xem. Thì nó đã in ra kết quả là không nhân là số chính phương, đúng không ạ? Thì vì sao lại như vậy? Thì mình sẽ kiểm tra vì sao nó lại báo rõ ràng đây là lỗi, đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem. Thì đây, rồi mình sẽ kiểm tra lại. Ở đây, cái dòng lệnh print này mình chưa thêm cái định dạng phần trăm d cho nó, đúng không ạ? Đấy, thì nó sẽ không hiểu nó là ở kiểu gì. Đấy, và nó sẽ in ra một cái giá trị error. Rồi, sau khi đã chỉnh lại thì mình sẽ cho các bạn xem. Bây giờ mình nhập là 4. Rồi, thì nó đã in là 4 là số chính phương, đúng không ạ? Rồi, mình sẽ thử với là 5, đúng không ạ? 5 lúc này thì như cái ví dụ mình đưa ban đầu thì 5 không phải là một số chính phương, đúng không ạ? Thì nó đã in ra 5 không phải là số chính phương, đúng không ạ? Rồi, thì trên đây là cái bài tập dạy kiểm tra xem số nguyên dương n có phải là số chính phương hay không, đúng không ạ? Thì ở bài tập này các bạn cần phải nắm được số chính phương là gì, và từ đó sẽ đưa ra được cái thuật toán để giải bài tập này. Đó là mình phải biết so sánh giữa cái căn bậc 2 ở dạng thực, rằng khi chưa đưa ép kiệu nguyên cho nó, và so sánh với cái rằng đã ép kiệu nguyên cho nó. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.